Hiện tại cây trăm lẻ đang ở trong trong trại đang di chuyển ra anh em ơi. Cái này thì nhiều máy lắm. Xuất phát một chiếc anh em ơi. Rồi cây trăm lẻ nãy giờ di chuyển cũng đường cũng xa anh em ơi. Hiện tại đang tới đồng. Bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh dũng miền Tây của mình ha. Cây trăm lẻ của người ta hiện tại đang chạy lúa ngã anh em ơi. Thôi rồi đi hết nổi luôn anh em ơi, đóng gom luôn kìa, tôi ngã lâu cái lắm rồi anh em ơi. Bên kia có cây căng ma 82 nữa kìa, đặc biệt chơi cái cờ luôn anh em ơi. Bên này cũng có cây 850, bên kia có cây 93 luôn anh em ơi, quá đông bữa nay. Quá lúa sập như cái tấm dáng luôn anh em ơi, chạy tốc độ không nổi à. Chiếc này thua cây 100 lẻ, chiếc này bập lúa ngã không anh em ơi. Cái đoạn trong đó lúa hơi sập, đoạn này đứng nè anh em. Lúa này thì mình không biết lúa này giống gì ha, cũng không ba không biết là bao nhiêu một ký, nãy giờ chưa có hỏi chủ ruộng. Thường thường ở đây thì làm đầy thơm với OM thì nhiều. Cây này cũng đời 2021 anh em ạ. Bữa nay mới cây trường mở đồng gắn cờ, gắn cờ ăn mừng. Còn xe kéo này hỗ trợ cho cây 850 ăn lúc giàu luôn anh em ơi. Lúa này thì lúa OM 18 anh em ơi, chứ không phải là đại thơm. Đại thơm lá nó nhiều hơn. Lúc này thì xe kéo đang búa ra gom lúa anh em ơi. Quá đông máy anh em ơi, máy cắt máy kéo đông quá. Đây cây gân ma mới vừa qua mới dạt bên đây. Còn cây trăm lẻ của Buta hiện tại đang bò xuống anh em ơi. Trong này cũng có cây trăm lẻ. Lúa này nó dài mà nó dai quá anh em ơi, dễ ngoẹo quá. Thì chết cây hay sao? Rồi vô lụm luôn. Hàm thì 2m7 anh em ơi. Quất một hàm cái là giật đất phi phi luôn. Tập lực. Gặp đám lúa này thì tập lực đi để thôi rồi hết. Xe này hết phòng xe bự. Máy đỏ đồng hết anh em ạ. À. 100 lẻ có 93, có gần ma 82, 850. Quá đông à. Mình gần đây mình quay cây 100 lẻ.
sáng lúc này trời sao không hay chuyển mưa quá anh em à. Tới mùa mưa rồi. Trời, chết cha. Vui gì vui gì. Ngẹn. Rồi, lụm luôn. Quá em. Ôi dồi, bấm tốc độ luôn. Xe kéo. Quá. Cứ giữ không. Lúc này thì lúa nó hơi khô ráo anh em ạ. Sáng thì lúa nó còn ướt. Cái cọng nó còn dẻo, lúc này thì nắng nó dồi. Lúa này lúc này hổm rày cò lái ghi bóp hỏng bóp hồng luôn văng anh em ơi. Lúc này thì còn có 7.800 kg à. Lúc này thì xe kéo lên được 3 lớp ấy. Và đó được 3 lớp này được có xe hết hậu xe dài anh em. Xe này nếu mà chắc đầy cũng cỡ từ gần 100 bao á. Cái này mới có 3 lớp à, 3 lớp mấy. Rồi lụm cục đó nữa anh em à. Hết hậu xe lúa không? Lúa này thì lúa OM18 anh em à. Lúa này thì lúa OM18 nè anh em, hút ngày à. Cò lái nó bóp cổ nông dân hẩm rài để cho khô, cái này là hút ngày luôn anh em à. Rồi lên. Rồi đây đang búa vô anh em ơi. Xe mạnh kinh khủng, 4T98 chạy thứ gì chưa nổi. Bề ngang bự và dài cái háng, hết hồn cái háng. Xe này đi đầy là bao phê anh em ạ. Gần chân bự nữa. Xả lúng cái gì động đường à. Ăn luôn. Hấp hồn xe lúa ha. Xe gì này chở mới đã. Để đi lên còn xe kéo của Đông An nè anh em. Dữ dằn không. Lúa này thì không cỡ 23-24 bao chứ lại anh em ạ. Lúa này bao này cũng nhỏ nhỏ không. Bao này cũng cỡ 50kg, 51, 52. Vô không cứng. Đi tay 4 anh em ạ. Xe bự đi tay 4 nó mới vừa cái xe này. Còn đây cây 100 của Bota hiện tại đang đi xuống rồi nè. Cây 100 của Hên thì chơi cái lá cờ nó nhỏ anh em ơi, còn cây 100 nó chơi cái lá cờ lớn luôn. Bữa nay khai mạc đồng mới treo cờ ăn mừng anh em ơi. Nguyên cả cánh đồng mà cắt bây giờ cũng hết rồi anh em ạ. À.
Lúa này nó sập nhưng mà nó trúng dữ lắm anh em ơi, tại phút ngày nó mới sập nè, chứ không thôi là cắt sớm là nó còn đứng sững nè, cò lái bóp hồng. Xe kéo này đang mang vô anh em ơi. Xe này lưng hơn xe nãy dung hơn xe này. Hấp hậu dài không? Rồi thẳng tiến luôn. Cái này ở động trong, trở ra động ngoài anh em ơi. Đời 2021 chạy lúa ngã thì thua luôn anh em ơi. Nguyên cánh đồng một toàn là ngã hết trơn luôn, không có miếng nào đứng hết. Bên này cũng ngã hết trơn luôn nè. Hút ngày bị gì cò lái nó bóp cổ bóp họng của nông dân mình á, để cho hút ngày kín gục gã trên cây hết trơn luôn. Lúa đóng luôn, nó trời lúa. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.